tôi sẽ giới thiệu tủ đồ nghề nhà tô IT55300 177 chi tiết. Như trên màn hình các bạn đang thấy, đây là nguyên kiện của nhà sản xuất chuyển về Việt Nam. Tủ có 4 bánh xe, hiện tại là trong quá trình vận chuyển thì không lắp bánh, và sau này tôi sẽ lắp bánh để cho các bạn xem. Những thông số cơ bản của tủ như sau: tủ có kích thước là 975x765x465mm, trọng lượng của tủ là 76kg. Tủ có 12 khay là mặt nhựa, chịu tải đến 450kg. Ngăn kéo nhỏ có tải trọng là 25kg và ngăn kéo lớn là 35kg. Có khóa trung tâm, hai bánh xe đằng sau là có khóa. Tủ có hai lớp sườn, bánh xe thì có phi là 125mm. Đây là toàn bộ hình ảnh của tủ, bạn có thể thấy chi tiết. Sau đây tôi sẽ tháo vỏ và lắp bánh ra và giới thiệu từng khay sản phẩm một cho các bạn xem. Đây là khóa của tủ. Tủ sẽ gồm hai chìa, một chìa khóa sơ cua và một chìa khóa chính. Là toàn bộ bánh xe và ốc để lắp bánh xe. Đây là sản phẩm Yato IT55300. Sau khi tôi đã lắp đặt hoàn thiện thì xe có 4 bánh, hai bánh sau là dẫn lái và có khóa an toàn để cho cố định xe trượt ở trên những cái vị trí như dốc hoặc là để trong xưởng, tránh có người di chuyển. Đây là mở. Điều khiển xe rất dễ dàng ạ. Đây, rồi tôi sẽ cố định ở đây và tôi sẽ đi sâu hơn vào sản phẩm. Đây là mặt nhựa chịu lực, có thể chịu lực đến 450kg. Tủ có 6 ngăn kéo, mỗi một ngăn nhỏ là tải trọng được 25kg và ngăn lớn là 35kg. Ở sườn có bọc những cái lớp cao su mềm để chống va đập. Có một khóa chính ở đây, một ngăn kéo sẽ có những cái chốt an toàn để tránh trơn trượt, và tủ có hai lớp sườn ở hai bên rất dày dặn, thép sơn tĩnh điện cao cấp. Ngăn kéo đầu tiên thì sẽ gồm có 3 cây clay hai đầu tròng, clay vòng miệng sẽ kéo được dài từ 6 cho đến 32mm. Tất cả các clay được sắp xếp vào các khay nhựa sẽ ngăn lắp. Trong quá trình sử dụng mà chúng ta mà bỏ ra mà không để vào thì có thể thấy luôn là thiếu clay nào. Khay tiếp theo là khay tua vít. Đây gồm có 7 cái tua vít 4 cạnh và 7 cái tua vít 2 cạnh.
và một khay kìm. Bộ kìm gồm có kìm cắt, kìm vuông, kìm nhọn và kìm mũi cong. Bốn loại kìm luôn ạ. Ba khay tiếp theo thì có một khay tay vặn tuýp từ 10 cho đến 32, tay vặn 1/2 inch, tay chệt, tay trượt, tay lắt léo, đầu lắt léo và mở buji 21-16, tuýp mở ngắn. Và đây là khay khẩu dài 1/2 inch, kéo dài từ 8mm cho đến 21mm, khá chi tiết ạ. Và tiếp đây là bộ tuýp tay vặn 3/8 inch, có khẩu từ 6 cho đến 19-22, để tay vặn 3/8 inch, tay nối dài, tay nối ngắn, đầu rất néo và tay vặn trượt. Vâng, cuối cùng là ba khay. Khay tay vặn 1/4 inch cũng có đầu khẩu nhỏ nhất từ 3.5mm cho đến 14mm và các khẩu từ 8mm cho đến 14mm khẩu dài. Còn đây là tay 1/4 inch, đầu nối rất néo, đầu nối ngắn, đầu nối dài và một tay vặn số vít 1/4 inch, tay vặn tê trượt. Tiếp đến là khay mũi vít lục giác hoa thị 6 cạnh và 12 cạnh, gồm có một đầu 1/2 inch và một đầu 3/8 inch, có thể kết nối với nhau. Và đây là một khay kìm, là khay búa, có búa nhựa, một búa sắt và ba cái đột. Những ngăn tủ to này thì có tải trọng là 35 kg, khá là chắc chắn. Sau khi tôi khóa tổng lại thì tất cả các ngăn kéo đều được cụ khóa và không thể mở được. Khóa của Yato là khóa tròn chống trộm, rất là hiệu. Các bạn có thể theo dõi đây ạ. Để kiếm được một cái khóa này trên thị trường rất là khó, rất là đặc thù của Yato. Di chuyển trong xưởng khá là tiện lợi. Nhà tôi còn rất là nhiều tủ khác nữa, và tủ đồ nghề, tủ đựng đồ nghề đem một trong những cái tủ điển hình và cơ bản nhất của nhà tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào.